Tội nghiệp mấy con mèo này. Thế giờ chắc anh Nghi lần đầu người ta cho ăn ốm gì đâu mà ốm khủng khiếp luôn. Mà con mèo này cũng khôn ghê ha. Biết dẫn con nó lại cho nó ăn. Rồi kiểu này chắc tiêu luôn quá. Nó về cho việc con nó ăn xong rồi. Nó mới ăn sao? Ừ, nó liếm lại cho con nó ăn sao, nó ngồi đến canh con nó ăn, nó dù con nó ăn. Con mèo mà nó thương con mẹ ghê luôn. Số mèo nó khổ ghê luôn. Mèo quan có lậu mấy bên đợt rồi lấy lần trước thì con nó lớn nó tủa đàn ra bây giờ nó đẻ nữa, nó đẻ hai con mèo nữa. Nó không đẻ bị con chó kia nhai đầu con đó. Nuốt thành mà thành nó dế mèo. Nó vô cho con nó ăn kìa, nó biết thứ ghê không? Bố không bỏ gàng luôn, mẹ cho một cái trứng nó ăn có nửa cái không? Hồi nửa cái mẹ không có dình dình được, bây giờ nó đem lại cho con nó ăn. Miu. Miu. Rồi nó ghé đây là nó ăn thôi, cách trong mười mấy chục lần rồi, nó thấy là ở đây không ai đụng gì hết. Tới đây là con nó cho nó. Thử kêu rồi nó lại không? Ai mà đụng mẹ con á. Miu. Rồi nó cản kìa, thấy chưa, nó khôn kìa. Không lại hả? Ừ, nó cản kìa, thấy chưa. Miu. Ôi này giống kêu chó quá. Ôi, cũng này nó đẹp lắm. Cái gì mà nửa bên đen nữa, trắng hiền nè, tâm thể. Cái mặt nó đẹp quá hả? Ừ. Kêu không lại hả? Miu. Miu. Chanh kìa, chanh. Không kêu lại. Không được quay nè. Nó nhỏ thôi, chứ đâu ốm đâu con. Con nghĩ là nó mới nhận thấy nó ốm mà. Đúng là chiều nó mẹ nó. Chồng họ ốm. Cha nó mẹ ta bình thường. Trời ơi. Mẹ ta bình thường. Mình thôi. Mình mất người lắm. Rồi. Mình không. Đây là mẹ quen nhưng mà nó vẫn thương con. Thì em thì. Khó khăn.